Rồi, xin chào anh em, giới thiệu với anh em cây guitar Akotech của Nhật, chất lượng cực kỳ tốt, âm thanh thì hay tuyệt vời luôn anh em. Cây này hay tuyệt vời luôn nha. Một cây đàn series cao, đời cao, chất lượng rất là tốt, được thanh lý giá rất là rẻ nha anh em nha. Đây là cây Morales, Morales hàng Nhật cho anh em. Cây này bản cao cấp nha, bản cao cấp, special, có modem là M25 có series nó đóng đầu đây nè. Tem của nó không phải là tem giấy nha anh em nha, tem của nó là được khắc laser, họ khắc dưới cái nang đó nè, lát mình sẽ quay cho anh em coi luôn là họ khắc dưới cái nang của cái đàn. Ở series này, ở cái đời này thì theo như mình tham khảo nha, các trang quốc tế họ bán tầm 14 đến 15 triệu cái này, 14 15 triệu. Ngoại hình cũng tương đương với cái này, cũng chả khác gì lắm nha, tương đương với cái này thôi. Chất lượng thì mình chưa biết được những cây của người ta, từ mình cây của mình thì cần phím rất là ngon, cái những cây kia mình chưa cầm mình không biết. Ở thị trường bên mình thì rẻ rẻ anh em mua được 4 triệu rưỡi, 5 triệu, 6 triệu gì đó, tùy tùy nha, độ đẹp độ ngon thì 7 8 triệu tùy cái độ ngon độ đẹp của cái đàn nha anh em. Chất lượng thì cây này hoàn toàn là ngon lành tốt luôn anh em, âm thanh cực kỳ hay nha. Phải nói âm thanh của cái đàn này cực kỳ hay luôn. Cần phím thì rất là êm tay luôn. Mình rất là hài lòng với cái âm thanh và cái cần phím của cây đàn này luôn anh em, cực kỳ êm tay nha. Chất lượng rất là tốt luôn anh em, êm tay âm hay, cực kỳ ngon lành luôn. Có cái mặt tớp của nó thì nó hơi bị kiểu bị bạc bạc màu quá nè, anh em nhìn thấy những cái vết này không? Có nghĩa là cái màu nó bị bạc đây, lâu năm lắm mà, cây này phải 40-50 tuổi rồi. Cho nên những cái màu ở trên này nó bị bạc nha anh em nha, nó bị bạc bạc, cố đi thôi. Mặt cửa này nè anh em, đã được xử lý lại rồi, ở bên Nhật họ đã làm lại rồi, thì nó rất là đẹp, làm thẩm mỹ đẹp, ngon lành. Nhìn cũng như không làm nha, không khác gì, đẹp ngon lành nha. Đó, ở đây, ố ố nè anh em thấy không, ố ố nha, ố gì thôi chứ không ảnh hưởng gì hết. Cần phím thì phải nói là cực kỳ êm luôn anh em, cực kỳ êm tay nha, âm thì hay lắm, hay tuyệt vời luôn. Eo của đàn anh em, eo đẹp nha, lưng nó là lưng xẻ ba mảnh, cẩm chẩm, cấu hình nó cao đẹp nha, hai bên luôn. Bộ khóa thì cực kỳ xịn, khóa Nhật, nhìn bộ khóa thấy cứng cáp chắc chắn rồi anh em. Cây đàn này ở thị trường bán 13, 14, 15 triệu, shop mình bán giá 3.500.000 bán thanh lý anh em. Đàn là ngon hoàn toàn nha anh em, vẫn bảo hành bình thường chứ không có ảnh hưởng gì, đàn ngon nó chả có vấn đề gì về đàn hết á. Đàn chỉ có về mang về chơi thôi. Nó rất là hay luôn anh em, âm thì cực kỳ hay, anh em mà mua âm thanh này quá hay. Có cái mặt nó hơi ố thôi nè, cái mặt nó không đẹp, cái lưng không có đẹp anh em thấy không? Lưng quá trời đẹp, eo quá trời đẹp luôn nè. Đó, chất lượng thì hoàn toàn ngon, đảm bảo với anh em luôn. Âm thanh thì tuyệt vời nha anh em nha. 3.500.000 theo mình thấy là nó rẻ lắm, rẻ bằng 1/3 cái giá thị trường luôn anh em. Rẻ 1/3 giá thị trường luôn. Ngon lành nha, chất lượng tốt hoàn toàn. Để mình quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Đây, tổng quan cây đàn. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn em nhiều. Đây là cái tem của đàn nha anh em. Họ khắc ở trên cái nang của cây đàn ở giữa thùng đàn anh em. Morales Special vậy đó. Họ khắc thông tin trên nó. Còn ở trên đây nữa nè. Ở trên đây thì có cái series với cái mã này. Trên này anh em thấy không? Đó, chỗ đây nè. 25 gì đó anh em thấy không? Ngay chỗ ti chỉnh cần đó. Ok nha anh em nha. Có series mã nằm đây nè. Nhưng mà xích vô trong này nữa. Rồi nó mình quay không có được hết nha anh em nha. Quay không thấy hết được đâu. Ok nha anh em nha. Rồi anh em coi gần mặt tớp của đàn nha. Nhiều chục năm nha, nhiều chục năm. Cái nước gỗ nó ra nè anh em, đẹp không? Đó. Ố ố thôi nha anh em nha. Cái màu gỗ nó ố thôi. Không hư hỏng gì nha anh em nha. Ngon lành hết. Đó, còn người ta ép đẹp không? Đó, thấy không? Đẹp hoàn toàn luôn, chất lượng tốt luôn. Nè, ngon lành nè. Mặt gỗ nó chỉ ố ố thôi, cũ nó mới rẻ nè, chứ không nó mắc tiền không mười mấy triệu lần. Gỗ cẩm nè, anh em thấy không? Vân nè, vân gỗ tuyệt vời không? Cái này cái chỉ họ dán lên nha anh em nha, chỉ họ dán lên, giống như chỉ lưng á, ba mảnh thường thường nó vậy, ba mảnh ở dưới đây nó sẽ có đường chỉ dán này. Lưng thì đẹp quá trời đẹp luôn nè. Quá trời đẹp luôn. Rồi bộ khóa xịn sò nha anh em, bộ khóa cứng cáp không, rất là chắc chắn luôn, rất là cứng cáp chắc chắn. Đầu còn đo cái action cho anh em coi, cây này action nó cũng êm, rất là êm luôn. Dây số 1 nè, thấp hơn chuẩn một nửa chuẩn luôn anh em thấy không? Action nó thấp bằng một nửa độ chuẩn rồi, chuẩn là trên này nha, nó thấp bằng một nửa chuẩn rồi. Dây số 6 nè, đó, một nửa độ chuẩn rồi, chuẩn là tuốt trên này luôn nè anh em thấy không?
Đó. Rất là êm tay luôn nha anh em. Cây này rất là êm tay mà âm nó thì hay tuyệt vời luôn. Mình test cần phím anh em nghe nè. Cần phím ngon lành nha anh em nha. Anh em thấy cái action đó, cái độ cao của dây đó, nó rất là thấp, rất là nhẹ êm mà hoàn toàn không có nốt nào rè tẹt, không nốt nào lỗi, là anh em biết cái cần nó ngon cỡ nào rồi nha. Còn âm thanh của nó phải nói với anh em là miễn bàn luôn, âm hay cực kỳ hay luôn, rất là hay luôn nha. Mình rải thử vài hợp âm để anh em nghe, âm nó rất là vang, rất là ấm luôn anh em, vừa vang hay mà vừa ấm tiếng nữa nha anh em. Em nghe cái tiếng nó ngân nè. Giống như đánh cái đàn mấy ngàn đô vậy nè. Hay cực kỳ hay luôn. Âm thanh thì phải nói là tuyệt vời luôn anh em, trên cả tuyệt vời luôn nha. Chất lượng tốt, âm hay, ngoại hình một cái đàn vài chục năm như vậy là quá đẹp luôn nha anh em nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.